Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Tôi là Hà và tôi là người tạo ra chương trình này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái kênh của tôi trong thời gian vừa qua và cho tôi cơ hội để chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của mình, cái câu chuyện của mình, những bài học mà tôi đúc kết được trong cái hành trình trưởng thành ấy, để biết đâu trên cái hành trình của các bạn đi, các bạn có thể góp nhặt được một chút gì đó từ những cái gì tôi chia sẻ, bỏ vào hành trang của mình và khi nào cần thì có thể áp dụng nó ha. Thì cách đây khoảng 2 tuần hơn thì các bạn thấy là tôi có thường xuyên mỗi ngày sẽ chia sẻ một cái video mà tôi chọn một câu nói ngẫu nhiên ở trong cuốn sách này, 8789 câu nói wisdom, gọi là những câu nói hay ha. Và cái ngẫu nhiên là một cái rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái câu nói nào mà tôi được chọn trong ngày hôm nay, đúng không? Cũng như trên cuộc đời nó có rất nhiều thứ xảy đến với chúng ta mà nó nằm ngoài những gì chúng ta tiên lượng. Thì đó, cái sự ngẫu nhiên đó là những thứ mà chúng ta phải tìm cách học, làm quen với nó. Bởi vì tôi áp dụng cái này 14 năm trước các bạn, từ 2009 tới bây giờ, qua năm thứ 15 á, là bởi vì tôi muốn tích cực như thế nào đi chăng nữa thì có rất nhiều thứ hàng ngày nó xảy ra, ví dụ như là trời nắng, trời mưa, đường đi kẹt xe, cái thái độ của người đối diện với mình, cái khách hàng của mình, nhân viên của mình, bao nhiêu thứ mình sẽ không kiểm soát được. Để cho tôi giữ được cái nguồn năng lượng tích cực ấy, thì phải có một cái bí kíp. Thì đây là cái bí kíp để giúp cho tôi là mỗi lần mà tôi gặp cái chuyện mà nó bùng nổ, nó bực bội ấy, thì tôi sẽ nhớ lại, thứ nhất, cái câu chuyện mà tôi nói, tôi nhận được cái câu nói đó là cái gì cho ngày hôm nay, để nó giúp cho tôi tách biệt ra. Trong cái lúc giận dữ thì mình sẽ tách biệt ra, mình không có nghĩ tới cái việc bực bội, mà mình tập trung mình nghĩ lại về cái câu nói của ngày hôm nay. Nó là cái kim chỉ nam cho những gì mình làm. Cái thứ hai á, là khi chúng ta tách biệt mình ra khỏi cái cảm xúc nhất thời như vậy á, thì khi mình quay lại mình sẽ nhẹ nhàng hơn, mình sẽ suy nghĩ mọi việc nó thấu đáo hơn, nó ít bị xúc cảm, nó lấn lướt hơn, đúng không? Và cái quan trọng của cái việc mà tôi làm cái này hàng ngày á, là nó bắt tôi phải suy nghĩ theo cái hướng randomness, nghĩa là cái hướng mà nó rất là ngẫu hứng. Mình sẽ không biết trước câu nói là câu gì mà, đúng không các bạn? Cho nên khi mà mình nhận được câu nói đó, tự nhiên nó bắt mình suy nghĩ, câu nói đó nó mục đích là gì, ý nghĩa là sao. Và trong cái cuộc sống của mình có những cái trường hợp nào mình đã thấy như vậy, mình đã áp dụng những cái phương pháp gì liên quan, những câu chuyện gì liên quan đến cái câu nói đó hay không. Ok, thì nó bắt cái đầu chúng ta phải vận hành, phải suy nghĩ. Thì hôm nay các bạn hãy cùng tôi số lô tô xem thầy cúng cái câu nói của ngày hôm nay đó là cái gì. Ok, để xem. The best advice is don't give it. Các bạn, the best advice is don't give it, nghĩa là cái lời tư vấn tốt nhất là đừng đưa cái lời tư vấn gì hết á. Và câu nói này rất là hay, là bởi vì tôi gặp rất là nhiều người trong cái hành trình lớn lên của tôi á, nhảy vào tư vấn một chuyện như đúng rồi, trong khi họ chỉ biết được một phần của câu chuyện, một phần rất nhỏ của câu chuyện. Bởi vì cái người mà ở trong cái câu chuyện đó, họ chia sẻ, họ cũng lựa chọn để chia sẻ những cái gì bạn có thể nghe được, bạn có thể được biết, nên được biết, chứ không phải chia sẻ cho bạn được toàn bộ cái câu chuyện ha. Bởi vì bạn không biết được một bức tranh ở nhiều cái góc cạnh khác nhau, mà lại áp đặt là tôi hiểu cái câu chuyện như vậy, tôi hiểu mà, cho nên bắt đầu tư vấn, nói là mày nên thế này, mày nên thế kia, mày nên thế nọ, dạng như vậy. Và cuối cùng cái người mà trở nên dở hơi nhất á, là chính bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta chưa biết được toàn bộ mà, chưa biết được tất cả những khuất tất của câu chuyện như thế nào. Và cuối cùng lại nhảy vào nói như đúng rồi. Thì cuối cùng đó kết quả của nó là một cái sự vật hiện tượng mà các bạn có thể thấy rất nhiều ở thời điểm bây giờ, người ta gọi là thao túng tâm lý đấy, và bị chắc mũi. Khi chúng ta không biết được, chúng ta chỉ biết được một chiều của câu chuyện mà chúng ta đã tin, chúng ta đã nghe, chúng ta đã bắt đầu chia sẻ về nó, nói về đó, như chúng ta biết rất là nhiều á, là chúng ta đang bị người ta dắt mũi để mà đi. Thì the best advice is don't give it, là đừng có đưa cái advice gì hết, cho tới khi nữa, một cái nữa các bạn nha, cho tới khi người ta nhờ thì mình hãy nói. Có nhiều người á cứ nghĩ là ok, bực bội lên, cái tâm lý mà mình là người trực tính, mình nghe thì mình phải nói, mình phải chia sẻ, mình phải làm sao giúp cho người bạn của mình, giúp cho cái người mà mình biết. Nhưng mà người ta đâu có nhờ, người ta đâu có cần, chưa tới cái lúc chúng ta làm cái việc mà gọi là Robin Hood vậy đó, chưa tới lúc chúng ta phải làm cái việc nghĩa hiệp, cái Batman, chưa cần phải là Superman đâu đó. Nhưng mà mình đã nhảy vào, mình làm Superman mất tiêu rồi
À, và nhiều khi á, chính cái việc chúng ta làm từ cái lòng tốt của mình á, lại là cái thứ mà nó làm tổn thương chúng ta, vì chúng ta nghĩ là à, ok tao làm cái việc này cho mày mà tốt cho mày mà, nhưng mà người ta đâu cần, người ta chưa có nhờ, cái tới một lúc người ta kêu chứ ê sorry tao đâu nhờ mày đâu, tự nhiên à, cuối cùng vừa mất bạn vừa mất vui, đúng không? So the best advice is don't give it at all, nghĩa là đừng có cho cái lời tư vấn của bạn là cách tốt nhất. Cái cách tốt nhất nghe thì nó khá là tiêu cực đúng không các bạn, nhưng thực ra nó là một cái phương pháp mà phương Tây áp dụng rất nhiều, phương Tây áp dụng rất nhiều. Còn phương Đông mình ấy, cái người chúng ta là lúc nào cũng dung hòa dĩ quý, lúc nào cũng quý mến bạn bè chẳng hạn như vậy, cho nên là chúng ta đưa advice tè le hết. Đó, lúc nào cũng để nói là mày nên thế này, mày nên thế kia, mày nên thế nọ chẳng hạn như vậy, lúc nào cũng cũng chỉ cho người ta. À, và người ta còn có nói một câu nữa rất là hay ấy, là chính bản thân mình ấy, còn chưa xử lý được cái việc của mình mà lại đi tư vấn cho người ta cái việc mà mình cũng đang gặp phải mà không xử lý được. Nó cực kỳ là mất uy tín. Đó, nó cực kỳ là vô duyên. Đó, cho nên là sau này mỗi lần các bạn định cho ai đó một cái lời tư vấn, một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ gì á, thay vì đưa ra người, thì các bạn hãy dành thời gian chỉ để lắng nghe thôi, chỉ để xem thì người ta cần cái gì, chỉ để xem người ta muốn nói cái gì, chỉ để xem cái câu chuyện người ta chia sẻ nó làm sao, chỉ để xem à ok trong cái câu chuyện đó tôi có thể làm gì để mà giữ yên lặng để người ta có thể tiếp tục chia sẻ. Bởi vì khi người ta chia sẻ ra, các bạn, bản chất người ta cũng đã tìm được cái lời giải, người giải đáp cho người ta rồi. Khi người ta chia sẻ ra, cái lòng người ta nó cũng nhẹ nhàng hơn, cái cảm xúc của người ta nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng phai nhạt đi cho bất kể cái gì người ta đang gặp phải. Có thể người ta chỉ cần là bạn ngồi đó, dành thời gian uống một ly cà phê, hấp một tách trà, nhìn trời, nhìn mây, nhìn đường, nhìn xa, ngồi nói chuyện, nghe họ nói chuyện là một cách để giúp cho họ giải tỏa rồi. Đó. Còn biết đâu khi chúng ta đưa ra những cái lời tư vấn đó, nó lại bỏ thêm cái dầu vào lửa đó, nó lại làm cho họ bị rối, làm cho họ bị rối ren, làm cho họ bị phân tâm sao nhãng hơn so với những cái gì mà họ đang đang muốn, đang có vào trong đầu, đang muốn nghĩ tới. Vì ai cũng có cái lời giải đáp riêng cho mình hết rồi, ai cũng có cái câu trả lời riêng cho bản thân họ hết rồi, bởi vì họ là người trong cuộc và họ sẽ biết được được nhất. Họ biết được à, trong cái trường hợp của họ cái nào làm là tốt theo sách vở đấy, nhưng mà cái nào là làm tốt trong cái ngữ cảnh của họ, trong cái tình huống của họ, trong cái câu chuyện của họ, trong cái hoàn cảnh của họ, cái nào sẽ là tốt nhất cho bản thân họ. Còn cái chúng ta nói là cái tốt nhất cho chung chung hay là theo quan điểm của bạn, theo quan điểm của chúng ta đấy, chưa chắc nó đã áp dụng được, chưa chắc nó đã áp dụng được đâu các bạn. Vậy nha, tôi chúc các bạn cái ngày cuối tuần thật là vui và hẹn gặp lại các bạn trong cái video của ngày mai. Xin tạm biệt.